em chứ không như thế này mà em làm này á. Lâm về phía Lâm Vương gần ngày hôm sau quần em phải dụng rộng ra mất 3 phân thì người em rất là nóng. Đấy cứ như thế này vào. Vào thế này. Cầm hai cái. Vào cầm hai cái thì nó nhanh hơn. Những cái trường hợp mà lạnh người Hàn ấy bụng họ cứ bồng bềnh như thuyền ấy. Đánh vào này chị còn cảm giác chị bảo ôi càng đánh càng cảm giác nó thịt nó đã co co dần rồi đấy. Đánh đánh như thế này này, họ cảm giác co dần. Không dùng chúng tôi thành điểm. Nó có nhiều đấy ạ. Nhiều thế mà cháu để ý là tại vì cái nào mà mình muốn dương thì mình cứ phải chơi chặn, còn cái nào mình muốn âm mình chơi lẻ. Đấy, trên là có một cái này là có một con ba nữa thì mình phải chơi có một con một đây này thì mình đưa vào thành ba thì nó sẽ thành âm. Thế còn là nếu mà mình muốn dương nhiều thì mình đưa hai cái này thành bốn thì nó thành dương. Đấy mình cứ căn cứ theo tỷ lệ đấy mình làm, nhưng mà đại đa số là mình phải chú ý lên tinh âm dương thì nó khác hoàn toàn ngay. Vì nếu như trước đây làm một tiếng đồng hồ dùng cái con này và bụng của họ đến những người bụng bồng bềnh ấy chẳng thấy nóng bụng gì cả, chẳng thấy gì cả, sờ bụng vẫn nguội tay nguội ngắt. Nhưng mà khi dán cao vào cái huyệt ở đây bộ giảm béo toàn thân hay là mỗi giảm béo bụng đấy xong là úp lưng họ xuống, họ đánh cái này vào lưng họ này thì bụng họ đã phù phương lên ngay. Và đối với người đã âm ấy thì đã đánh cái này vào nữa thì trời ơi làm đến đâu họ cảm nhận họ tả luôn mà ủi ôi nó đang co dần vào luôn ngay lập tức ấy. Em đấy là hai ngày giảm mấy phân? Và hai ngày là giảm 7 phân. Mặc áo dùng thùng luôn mà. Mẫu đây. Nó có hai cách, một là mình thích giảm bụng thì mình chỉ dán cái đây là cái tâm đất đan đấy. Em giơ mọi người xem mẫu đây. Còn mình thích giảm toàn thân thì giảm toàn thân dán nó vào. Xong bắt đầu đến người giảm âm thì mình lăn lại sau trước. Dùng cái này. Cô ấy lăn ở trong cái mỏ. Nó hết lắm. Nhưng mà tôi này nói đó thì bạn nó cũng thừng lên cái là